Chào các bạn khán giả của kênh 4 mùa ẩm thực. Hiện giờ mình đang có mặt ở trong mỗi khu thương mại trên đường Bosa, ở đây thuộc thành phố Westminster, Orange County, California các bạn. Thì ngay trong khu này đây, mình thấy có Bình Dương Quán, một cái địa danh, một tỉnh ở kế Sài Gòn ha, và mang cái tên Bình Dương Quán. Mình nghĩ chắc là sẽ có một số món ăn đặc sắc của thuộc tỉnh Bình Dương và đã đem qua bên Cali này để buôn bán và mưu sinh và phục vụ. Mình mời các bạn cùng mình vào Bình Dương Quán để quay một số hình ảnh ở trong quán, tìm hiểu quán, rồi mình sẽ gọi món ăn review cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng đi theo mình nha. Vô. Mời các bạn cùng vào quán Bình Dương Quán với mình nha các bạn. Hôm nay free soda với nước ngọt các bạn. Bước vào quán thì mình thấy không khí cũng mát lạnh nè. Sáng sủa các bạn được trang trí đồ nhìn cũng hay hay, đẹp đẹp, có những cái nón lá, rồi những cái hình ảnh độc đáo về Bình Dương, tỉnh Bình Dương các bạn. Những hình ảnh chắc là quán Bình Dương, chắc là chủ quán không biết có phải là người Bình Dương hay không. Cái đèn lồng, những cái chậu hoa lan nhìn rất là tươi tắn và đẹp. Bàn ghế thì cũng sạch sẽ các bạn. Hương vuông góc, 90 độ luôn. Ăn cơm gà cho đúng kiểu ha. Trời ơi, ăn nhìn ngon quá chừng luôn. Anh thấy Bình Dương Quán không chú, ngon không? Bình Dương Quán. Bình Dương Quán hay là quán Bình Dương vậy? Tôi là 6 đứa em là ăn cùng một món giống nhau luôn. Dạ, em bên Ohio tới. Đây có một, đây mà có một ô đi giống heo. Dạ chú nhớ thêm phiêu tội cho tụi con. Mấy con chó mèo vậy. Cái đùi này lớn quá ăn hết không? Dạ cái này phải 10 đùi mới ăn hết chú ạ. Rồi đây bóp tay cho ngon cho mọi người. Rồi. Hồi xưa qua YouTube hiền. Rồi sợ sợ bye bye. Rồi, có một cái cà lươn đúng rồi, phải nói rồi. Rồi, cái đó là phần rất là nhiều và cơm, nhìn nghe thấy nó thơm ha. Rồi, rồi. À. Con vợ cũng ăn không hết, có đem về ăn 3 bữa luôn chú. Nóng giòn luôn. Rồi. À, trong này, sao không mỗi đứa mỗi ăn mỗi món cho đủ hương vị, ăn giống nhau hết trơn luôn. À, món này ngon quá chú. Dạ. Con đưa tặng Coca miễn phí nha mọi người. À, hôm nay là Coca miễn phí ha. Rồi, rồi. Trà dĩa nào dĩa nấy bự trà bá lửa luôn các bạn ơi. Ăn ngon đây luôn á. Cảm ơn em ăn ngon miệng nha. Dạ dạ. Em mới em shop ở bên anh nè, mới được có bữa nay là bữa thứ tư á. À mới khai trương 4 ngày. Dạ. À bữa nay thứ tư. À thấy bán cũng được, chị quán mới làm ra nhìn nhìn dạ. Đẹp. Dạ. Đây là Bình Dương Quán, mình có thể là người Bình Dương không ạ? Dạ, em người Bình Dương. À Bình Dương, dạ. Chị qua lâu chưa? Chín năm. À, dạ. Anh thấy những cái hình ảnh Bình Dương rồi. Nhưng mà em, tụi em cũng bán ở nhà hàng ở bên Arizona là 8 năm ở bển rồi. À. Cũng tên Bình Dương Quán luôn. À, cũng vậy dạ. Luôn. Giờ tụi em qua đây được năm mấy cái tụi em mở. Bớt quán bên kia còn không? Không, tụi em dọn qua đây hết ha. Bình Dương thì mình cũng gần lắm. Dạ, ở Sài Gòn với Bình Dương gần nè, đi 30 phút mà. Dạ, đi quốc lộ 3 đó. Dạ, tụi em bán mới đầu shop ở bên em thì tụi em bán 11 giờ tới... 10 giờ. Dạ. Nhưng mà có thể mốt em thay đổi cái giờ giấc lại. Nói hiện giờ đi. Hiện giờ là 11 giờ và tới trưa, 10 giờ tối. Dạ. Dạ. Ở đây mình là chuyên về những cái món gì vậy? Món nào tụi em cũng làm đều nha hết. Chứ không phải là chuyên về một món đó. Thường ở đây thì bán một quán bán rất là nhiều món khác nhau. Dạ. Chứ không phải như Việt Nam bán một món một món. Dạ đúng rồi. Nhưng mà món nào tụi em cũng làm đều nha hết. Chứ không phải là món này của mình chính là mình làm ngon mà mấy món kia mình làm dở. Dạ. Để cho khách có nhiều sự lựa chọn ha. Dạ, người ta tới rồi. Nhiều người đang dạ. mỗi ngàn mỗi món có dạ, đủ đúng hết. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Menu ở đây cũng rất là nhiều món luôn các bạn. Mình cùng nhau xem qua cái menu của Bình Dương Quán nha các bạn. Ở Bình Dương Quán thì mình thấy đủ thứ món ăn các bạn. Các món khai vị, các món hủ tiếu mì nước, các món miếng, các món hủ tiếu mì xào, rồi bánh canh, các món bún, các món cơm, các món cháo. Các món gọi thêm rồi nước. Các món khai vị thì có gỏi cuốn tôm thịt thì 5 đồng, gỏi bò bía mặn thì 5 đồng 75, chả giò hải sản thì 7 đồng 50, tôm cuộn khoai tây thì 5 đồng 25, gỏi lỗ tai heo thì 10 đồng 95 và phá lấu lòng bò là 12 đồng 95 đó các bạn.
rồi các món hủ tiếu và mì nước, gồm có hủ tiếu mì Bình Dương nước và khô, hủ tiếu Bình Dương nước khô, hủ tiếu mì hải sản tôm mực cua, hủ tiếu mì lòng heo nước khô, hủ tiếu mì gà nước khô, hoành thánh bò viên. Thì mình thấy các giá hủ tiếu mì giá tầm 12.95 đồng cho đến 13.95 đồng đó các bạn. Rồi các món miếng, có miếng gà trộn, miếng gà nước, miếng gà trộn khô nước luôn nha các bạn, miếng xào hải sản, miếng xào chay. Giá các món miếng này thì từ 12.95 đồng cho đến 13.95 đồng. Rồi các món hủ tiếu và mì xào, hủ tiếu xào thập cẩm, hủ tiếu áp chảo, hủ tiếu xào bò, xào gà, mì xào giòn, miếng thập cẩm. Các món hủ tiếu mì xào này giá từ 13.95 đồng cho đến 14.95 đồng. Rồi còn có các món bánh canh nữa các bạn. Bánh canh cua Bình Dương đặc biệt 19.95 đồng. Trong đó có bào ngư, sò đẹp, mực, tôm, cua, bánh canh gà Bình Dương 12.95 đồng. Rồi các món bún nè. Bún chả ốc Bình Dương, bún riêu Bình Dương, món bún này là 12.95 đồng. Các món cơm, cơm chiên gà xói mỡ, cơm chiên tôm, cơm chiên rafit, cơm chiên hải sản, cơm chiên Dương Châu, cơm bò xào Bình Dương. Thì các món cơm này giá từ 12.95 đồng cho đến 13.95 đồng các bạn. Rồi các món cháo nữa, cháo lòng, cháo hải sản, cháo gỏi gà, gỏi vịt, cháo lá dứa ngũ vị. Các món cháo thì giá từ 12.95 đồng cho đến 14.95 đồng. Còn cái dĩa gỏi hai người ăn cộng với bún, miếng hoặc là cháo thì nửa con gà vịt thì 30 đồng, nguyên con gà thì là 50 đồng, nguyên con vịt thì là 55 đồng. Ngoài ra các bạn có thể gọi những cái gọi thêm nè, như là chén huyết, giò cháu quẩy, bánh mì, dĩa gọi không, chén bành thánh, rồi cháu không cũng có ha. Rồi các loại thức uống nữa nha các bạn. Bình Dương Quán thì nằm ở trên đường Bosa Avenue, ở đây thuộc thành phố Westminster, Orange County, California đó các bạn. Thì địa chỉ của Bình Dương Quán là số 9822 Bosa Avenue, Unit B, thành phố Westminster, Orange County, California. Mọi thông tin về địa chỉ, giờ bán và bản đồ chỉ đường mình cập nhật đầy đủ trong video và trong phần mô tả của video. Các bạn gần xa quan tâm thì xem qua nhé. À chị, ở đây mình cũng có bánh canh, bầu ngư, sò đẹp, mực, tôm, cua, nhìn hấp dẫn quá. Có đầy đủ hết. Lâu quá mình cũng không có ăn bánh canh, thôi mình cho mình cái phần bánh canh này đi. Rồi. Bánh canh cua Bình Dương đặc biệt, bào ngư, sò đẹp, mực, tôm, cua hả chị ha? Dạ. 19 đồng, 95 hả chị ha? Trên bàn cũng có tương ớt nè, nước tương nè các bạn. Rồi giấm, rồi ớt cũng được ngâm nè. Rồi tỏi ngâm luôn. Và cái hũ sa tế cũng khá là hấp dẫn luôn các bạn. Mình ăn bánh canh chắc mình thêm nước mắm vô ha. Cũng có cái hũ ớt ngâm đó các bạn. Ăn cho nó cay cay ha. Miếng tiêu ha. Chút xíu không lâu lắm thì mình có cái tô bánh canh cua Bình Dương đặc biệt đó các bạn, với 5 loại hải sản: bầu ngư, sò đẹp, mực, tôm và cua ha. Cái tô khá là to, vậy cái mùi thơm phức các bạn. Và cái tô này giá là 19.95 đồng nha các bạn. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nhé. Cái màu nước bánh canh canh cua các bạn, cho nên cái nước nó sệt và cái màu vàng sóng sánh luôn nha các bạn. Rồi nổi trội lên có hai cái con bầu ngư nè, hai miếng nè các bạn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Nước thì là bánh canh cua nước sệt ha, bầu ngư, rồi so đẹp nè các bạn. Mình thấy ở trên mặt thôi ha, một chút là phía dưới mình sẽ coi còn cái gì nó ẩn phía dưới không. Có cua nè các bạn. Đó, những cái thịt cua nha các bạn, thịt cua chứ không phải là nguyên con cua nha. Rồi tôm, rồi những cái miếng mực. Mình thấy những cái nguyên liệu ở đây topping cũng nhiều các bạn, rồi cũng to nữa nè.
cái nước bánh canh thơm phức. Mình làm cái chén nước mắm mình bỏ ớt vào đó các bạn. Cái tô này 19 đồng 95, nhìn cũng hấp dẫn á, bào ngư nhìn ngon quá. Nước bánh canh rất là đậm đà các bạn, và mình thấy cái vị cua, cái thịt cua lẫn ở trong này á. Ở đây bán nhiều loại các bạn, bánh canh, cháo, hủ tiếu, mì đủ thứ. Mình nghĩ cái có món hủ tiếu á, cho nên cái nước sẽ nấu từ xương, từ thịt, cho nên cái nước sẽ rất đậm đà và ngọt, vị thịt, vị xương các bạn. Và cái vị cua đó nè, cái nước sạch. Ở đây là bánh canh cua là cái nước sạch ra, còn bánh canh giò heo theo kiểu miền Tây là cái nước trắng và cái nước nó lỏng các bạn. À, cua tập trung nguyên chỗ này, tại vì mình thấy cho các bạn xem, chứ mình ăn một chút mình trộn á, thì nó sẽ lẫn vào, cua nhiều chưa. Thịt cua nhiều các bạn ha, ăn đậm đà, ngọt vị thịt cua lắm. Mình thấy trong tô thì có nêm hành phi các bạn, hành phi với lại hành nêm á, ăn cho nên cái nước nó tăng cái độ thơm. Đây cọng bánh canh nè các bạn, mình thấy cọng bánh canh nó không phải là hình tròn mà nó dẹp dẹp. Mình thấy là cọng bánh canh ở đây nó nở lên các bạn, mình rất thích ăn cái bánh canh mà nó nở lên lên. Và đây là bánh canh này, bánh canh bột gạo các bạn, cho nên ăn nó cũng mềm mại, cái nước nó thấm vào bánh canh luôn, ăn cũng đậm đà. Đây nổi bật là có hai con bào ngư á, song sinh luôn, hai con giống nhau luôn, đều nhau luôn. Ăn tô bánh canh này là béo bổ luôn nha. Bào ngư ở đây mình thấy to, ăn khá là ngon, nó còn cái độ dai dai, không có bở các bạn. Và nó thơm đó. Cái thịt cua ở trong này cũng rất là nhiều luôn các bạn. Thịt cua nó cũng còn cái độ dai dai ha, và nó ngọt thịt các bạn. Còn bào ngư thì mềm mại, thơm ngon, nó có độ dai dai, ăn nó sần sật, cảm giác cũng rất là thích đó các bạn. Và đẹp, cái còi đây rất là to luôn, hai miếng. Cái miếng sò đẹp bạn, nó còn tươi, cái sớ ăn rất là ngọt và to nữa, và nó còn giữ cái độ dai. Đặc biệt ở đây còi sò đẹp ở đây khá là to đó các bạn, cái gì nó cũng nhiều và to đó, ăn cảm giác rất là sướng. Mực cũng khá là nhiều ha, miếng nào miếng nấy về cui. Bánh canh ở đây thì mình thấy cái nước đậm đà vị cua, mọi thứ tươi ngon. Ở trong này là không có sử dụng rau, và có chỉ là hành phi với lại hành nêm đó các bạn. Con mực đây to nè, rất là ngọt thịt, và nó còn cái độ tươi, độ dai của con mực đó các bạn. Và những cái hải sản ở đây được làm kỹ và ăn nó không có bị tanh. Hai con tôm cũng khá là to luôn các bạn. Ở đây sò đẹp 2, bào ngư 2, tôm 2, còn mực thiện đóng. Cua thì rất là nhiều. Đây là con tôm to nha các bạn, đều nhau luôn. Tôm được lọc vỏ bỏ đầu ha, chừa đuôi nha các bạn. Ăn hải sản ở chỗ này mình thấy cũng sướng các bạn. Mọi thứ nó to nhiều, nó có độ ngọt và nó tươi, nó có cái độ ngọt, ăn còn có độ dai nữa các bạn. Hai con bào ngư mới ăn có một con. Miếng bào ngư nó dai và nó cũng còn cái ngọt thịt các bạn, độ dai dai và nó cái độ dẻo như giống như cái độ đàn hồi á, ăn cũng thơm ngon. Mình ăn xong cái phần bánh canh cua Bình Dương đặc biệt với năm cái loại hải sản ha, mình thấy hấp dẫn các bạn. Mình thấy hải sản nhiều và ăn tươi ngon á. Mình thấy ở đây cũng có cháo hải sản đó, bánh canh hải sản để ăn như thế nào, rồi cháo hải sản thì sẽ như thế nào, mình coi người ta nấu cháo như thế nào. Cho nên mình sẽ gọi thêm một cái tô
cháo hải sản ở quán Bình Dương. Tô này giá là 13.95. Mình mời các bạn cùng dùng tiếp với mình nha. Cháo trong này mình thấy để tiêu rất là nhiều các bạn. Tiêu và hành ha, ăn cháo sẽ rất là thơm ngon. Rồi cháo hải sản thì có những cái lát gừng ha, đúng điệu luôn các bạn. Gừng được sắc nhuyễn ha. Rồi mình thấy cái cháo nó cũng sạch sệt như hồ các bạn. Rồi mình thấy có tôm nè, tôm mực nó nằm ở dưới các bạn. Một chút mình ăn mình sẽ biết nhiều hơn ha. Mình thấy cháo sệt như hồ vậy á. Cái nước cháo rất là ngọt các bạn, ngọt giống như cái nước bánh canh này, rất là đậm đà, ngọt ngọt vị thịt vị xương. Không phải là cháo gạo rang cho nên nó nở lên. Còn nếu mình nấu cháo gạo rang thì nó sẽ không có nở lên ha, và nước nó lỏng. Còn cái này nó hơi kẹo kẹo á, nó sệt như hồ vậy. Cái cháo nó ngọt á, rồi có tiêu, có hành, nêm mua ăn nở thơm. Rồi có luôn cái gừng nữa các bạn, rất là thơm. Trong cháo này có những con nghêu nữa các bạn. Mình thấy cái cháo nó có ngọt cây từ cái vị của nghêu á. Cái vị nghêu rất là ngọt ra cái nước trong cháo, nghe cái vị hải sản. Nghêu rồi hào đó là các bạn, đây là những con hào các bạn, hấp dẫn chưa? Hào nghêu, mình thấy tạo lên cái vị ngọt khác. Giống như ở Sài Gòn mình ăn cháo hào á, trong này cháo hào rồi có những cái loại hải sản khác nữa, tôm mực này kia, những cái miếng mực luôn nè các bạn. À, rồi có tôm nữa các bạn. Hải sản bằng những cái tôm mực á, khi mình trụng cho chín, mình trụng nó vừa tới ha, thì nó sẽ giữ được độ ngọt và nó còn có độ dai. Còn mình để lâu quá nó sẽ bị teo đi và nó sẽ bị dai và nó mất đi cái độ ngọt các bạn. Đây, tôm mực còn quá chừng luôn các bạn. Tôm là hai con ha, nãy mình ăn con rồi, còn con nữa. Rồi mực nè, những con hào làm cho cái cháo nó rất là ngọt, cái vị hải sản. Bánh canh cua đặc biệt Bình Dương. Ở đây cái vị hải sản các bạn. Và hải sản cũng rất là nhiều, miếng to, miếng dày. Mà đặc biệt có hai con bầu ngư sò đẹp, rất là hấp dẫn luôn, đậm đà ha. Và mình ăn được nhiều món hải sản. Rồi mình ăn thêm cái tô cháo thì có những cái món hải sản như vậy rồi. Có thêm được những con nghêu, con hào nữa các bạn. Thật là hấp dẫn luôn. Cái nước cháo ngọt từ thịt nghêu, hào, hải sản. Ăn cái này thì hải sản rất nhiều, nhưng mà ngược lại thì ít có rau ha. Thì trong bánh canh thì có hành phi, trong cháo thì mình thấy có gừng. Là ăn thơm, ấm bụng ha. Nó khử cái mùi hải sản. Rồi có thêm tiêu. Nói chung mọi thứ cũng thơm ngon. Ăn hai món mình cảm giác cũng khá là đặc biệt luôn các bạn. Ở đây cũng rất là nhiều món ăn và nhiều sự lựa chọn ha. Ngoài những hai món mình ăn, các bạn có thể lựa chọn những món khác nữa. Nhiều thứ để các bạn thưởng thức. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.